Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết câu này như sau. Bây giờ chúng ta có cái hình, chúng ta có hàm. Bây giờ đề đang đi nói đi tìm cái khoảng nào là đồng biến của hàm hx. Như vậy mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi đạo hàm cái cục này đi lên. Thì chúng ta có f phẩy của x cộng 4. Sau đó đạo hàm của x cộng 4 trừ cho g phẩy của 2x trừ 3 chia 2. Sau đó chúng ta đạo hàm 2x trừ 3 chia 2. Như vậy, đạo hàm của x chúng ta có số 1, số 4 là hằng số, chúng ta có số 0. Như vậy chúng ta có f phẩy của x cộng 4. Cái này là số 2. Và còn này là hằng số số 0. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 2 g phẩy của 2x trừ 3 chia 2. Chúng ta cho cái cục h phẩy x lớn hơn 0. Thì nghĩa là chúng ta sẽ có cục này lớn hơn 0. Như vậy chúng ta để cục này sang bên đây. Chúng ta biết đặt cục này là x lớn và cục này cũng là x lớn luôn. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta sẽ có f phẩy x lớn phải lớn hơn 2 lần g phẩy của x lớn. Bây giờ chúng ta xem cái hình. Nếu chúng ta có số 2 thì tại vị trí số 5 này nè, nó sẽ lên số 10. Sau đó nó sẽ giao ở vị trí nào đó ở đây. Có nghĩa là 5 nhân 2 là 10. Cái hình nó sẽ bự bự lên tí. Và nó sẽ đi như thế này. Con này nó đi xuống như thế này. Qua đây nó đi bự lên tí. Sau đó đi qua đây. Như vậy, trong trường hợp này, nếu chúng ta sử dụng cái đường màu đỏ nha, tại vị trí này cho đến vị trí số 10 là vị trí từ 0 cho đến 10. Thì chúng ta thấy rõ cái đường y bằng f phẩy x lớn này phải lớn hơn 2 lần g phẩy của x. Như vậy chúng ta phải có cái đoạn từ 0 cho đến 10. Như vậy có nghĩa là cục x cộng 4 này nè phải nằm trong khoảng từ 0 cho đến 10. Và đoạn này 2x trừ 3 chia 2 phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10. Gộp hai cái đoạn này lại thì chúng ta sẽ tính như sau. Để số 4 sang trái và phải, chúng ta có trừ 4 nhỏ hơn x nhỏ hơn 6. Và tiếp tục cục này để 3 chia, 3 chia 2 sang bên trái và bên phải, sau đó chia 2 với cho số 2. Như vậy chúng ta có 3 chia cho 4 và có 23 chia cho 4. Như vậy mình gộp hai cái đoạn này lại thì chúng ta thấy rõ chúng ta sẽ có cái đoạn từ 3 chia cho 4 cho đến đoạn 23 chia cho 4. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái đoạn này để so đáp án. Chúng ta thấy rõ 31 chia 5 nó lớn hơn 23 chia 4. Vậy, như vậy câu A sai. Chúng ta thấy rõ 9 chia 4 đến đoạn số 3 nằm trong bên trong này là câu này. Tiếp tục 31 chia 5 nó nằm ở bên đây, nó bự hơn. Vậy câu C là sai. Tiếp tục số 6 nó lớn hơn 23 chia cho 4. Như vậy câu D cũng sai. Như vậy chỉ có câu B là đúng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.